Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đại Lý Phụ Kiện. Hôm nay Đại Lý Phụ Kiện gửi đến các bạn đó là một chiếc sạc cho xịn xe cân bằng thương hiệu Line Charger, có model là JC4202, hàng chính hãng, điện áp đầu ra là 42V 2A, chân cắm khá là thông dụng cho những dòng xe cân bằng. Sản phẩm cam kết bảo hành 1 năm 1/1, đối với chiếc xe cân bằng tiết kiệm được pin cũng như là ít hạn chế về chai pin, cháy nổ, hư hỏng. Sản phẩm hỗ trợ đèn báo nguồn, dây kết nối tầm 1 mét, các thương hiệu adapter sạc do Đại Lý Phụ Kiện cung cấp đều là chính hãng 100%. Các bạn có thể tham khảo chi tiết tại website đạilyphukien.com.vn hoặc mua hàng trực tiếp tại số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, hotline 0944 730 444 để có được sự tư vấn hỗ trợ của nhân viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.